thanh niên chứ chị L đấy. Cái đấy thì qua bên này nhìn là biết là phần bên này đấy. À không, nếu như thế thì cái màu là phải ra ngoài đó. À cái kia nó phải là cái kia thế là. Nhưng mà từ nhìn cái lỗ nó không nhìn cái lỗ nó không được. Đây này, nó phải như thế này.
bắt đầu đi trên gỗ lên để đến làm chữ được đấy. Machine này ấn rồi, dùng lực ấn mạnh rồi. Mặt thật chưa? Yeah.
拍这款的没带感动要吧是不是我也不知道要看看到的了你看看nhưng mà sao em kêu là muốn thịt gà mái vì sao gà mái với gà trống sao gà mái mềm hơn thì sao bởi vì con gà này thì cũng tò mò là cái này cái dọc em cũng cần như này nó có đây như này thế này cũng làm nhá cái này cũng làm đây ra nhìn đây này cái này là cái ấy cũng ngoài cùng thôi à. Thành ra là không cần chất keo vì nó có cái kẹp hết rồi cái này thế này đấy này ra bên ngoài thôi không cần keo đặt lên như khi mình siết không có khi mà siết lên không có đặt cái lắc gì kìa đấy cái đấy sau à gắn cái lúc mà cái tấm to đúng không gắn cái tấm này.
vào này. Nước kéo quá nó đổ xuống vì không nó đúng rồi đấy nhưng mà ở xa hả thì, nó không có giữ đấy rồi thì để chỉ nhìn trên này thôi mà nó phải làm cho cái bánh răng nó đúng đặt chỗ nào.